biết không gian bao nhiêu của người. Mình mà bắt đầu thôi không lấy, còn gấu còn xử lý luôn. Không lấy, không lấy. Thôi vậy là đọc sơ qua nắm cái ý. Thấy giờ chưa vậy em? Lời văn đó mà mình thoại chứ đừng có đọc thoại theo. Hai ba lần rồi chứ. Nên nhìn vô con mắt nhau. Nhìn vô con mắt nhau. Hành động diễn sẽ nảy sinh ra lời nói. Chỉ có được một cơ hội duy nhất được đóng vai. Đúng rồi. Chính xác. Em phải suy nghĩ được rồi. Không bao giờ lặp lại được đâu. Phim có thể hai ba lần sẽ lấy tới tốt nhất, nhưng tụi em chỉ có một lần đưa cái khả năng tụi em đối với khán giả thôi. Mà lần đó tụi em làm không được là coi như người ta đã đánh giá lần đó em không được. Phải nghĩ là bây giờ là mình làm để mình còn có cơ hội sao để cho những người khác làm không được. Em đang cảm thấy lòng chị tiên mình cắt bằng cách mua hết sức mạnh và lại tìm tiền. Mua hết sức mạnh và tìm tiền. Còn cái đống nó sao má chứ? Được. Ờ thì cái đó gì đó. Em phải tên nhạc Kim nè. Đường gấu trước mặt nó cho nó ngước lên nhìn gấu nó bất ngờ trước cái đã. Ví dụ điện thoại cho con gấu dễ thương mẹ không ăn không chị nhờ, chị hóa thân thành con gấu đó luôn, chị nói chuyện với nó. Ừ. Nhưng mà em ở nhà em có giỡn với đứa nít nào không? Em có định đấy, có nghĩa là làm như con gấu như con rối gì đó. Ừ, đúng rồi, đó là chính xác, chính xác. Em đang suy nghĩ có năng lực thành đó. Yêu rồi nói cho em nghe là năng lực cái gì không? Thôi nói thiệt. Không tình phải không? Tâm chị đó kìa, nó chưa có yêu kìa, nó hỏi là yêu là năn nỉ, người yêu năn nỉ sao? Dạ. Nói vậy em Tâm buồn. Đó, Tâm chỉ đi Tâm. Bỏ đi. Chị cãi. Ê Dung, lấy miếng con gấu này vô trong này cũng được á Dung. Được. Ôi, chị quá kịch, hoa xuyến chi vậy. Rồi, chạy vô, chạy bụt vô, thấy cái bảng, chạy bụt vô chứ. Ừ, đúng rồi, nhìn. Quay mặt đang trước, mắc cỡ, quay mặt đang trước. Là, để cho khán giả thấy là em đang nghĩ tới Thành á. À, rồi, hai người cái nhân thức thường. Từ đầu đó, đến lúc này là không có gì dễ thương hết đâu á. Nữ hoàng diễn dai cảm xúc.